Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Trưa nay mình lại có mặt trên đường Phạm Văn Chí để quay một sơn ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bún mì xào trên đường Phạm Văn Chí nha các bạn. Ở đây là địa chỉ là 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6. Ở đây các em bán rất là đắt hàng, giá bình dân nhưng mà đồ cũng khá là ngon, cho nên được khách hàng rất là yêu mến. Các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để xem những video tiếp theo nhé các bạn. Giao giá không chị? Hôm nay thì các em vẫn tiếp tục bán đồ mặn, bánh nếp trần, xôi mặn, bánh bột, bún mì xào, chả giò. Một chút anh về hãy lấy nha, 4 cái bánh nếp trần và một hộp bánh bột. Ok, ớt đầy đủ, ớt nhiều, cho anh chút về mới lấy. Bánh nếp trần 6.000 một cái, xôi mặn, xôi bắp bủ rất là ngon luôn nha các bạn, cô Lan nấu rất là ngon. Trong đây có lạp xưởng, tôm khô, rồi sẽ ăn với lại đậu phộng, mỡ hành, rồi đây là bánh bột. Ở trong bánh bột thì sẽ có khoai môn, rồi có những cái topping theo như là tóp mỡ, cải xá bấu, tôm khô và ăn với đậu phộng. Ở trong rồi bún mì xào thì sẽ có đậu phộng, hành phi và ăn, và đặc biệt là cái trứng xoài này hai xôi rất là ngon mà cắt. Bún mì xào ở đây khách ăn rất là nhiều các bạn, bán giá bình dân nhưng cũng rất là ngon. Bún mì xào bán theo kiểu người qua đó, ăn với đậu phộng. Rồi bún mì xào này ăn rau giá cải xào. Bún mì xào này, bún mì xào phải ăn với cải xào luôn. Trứng rất hấp dẫn luôn, đậu phộng mình cho vô từng. Rất là mấy phần vậy, nhiều nha. 62 cộng 18 780 đập bị giờ. Mua nhiều quá hả chị? Mới 2 giờ. Ôi nhàn hả? Mới 2 giờ. Nãy mới ra anh cũng đợi lâu. Anh cũng có nhiều chú ơi. Chú lại đây mình mấy đây. 4 mùa ẩm thực. 4 mùa ẩm thực. 4 mùa ẩm thực. Giờ chị mở. Chúc ra. Mày bún mày với bà bọt. Không, chả giò. 3 phần đó. Con lửa chụp hình cái sao vậy? Con lửa chụp hình cái sao vậy? Bún mì với lại bột. Ba hộp á. Không chả giò nữa không? Đúng rồi, không chả giò. Cái chuyện chả giò luôn. Tại quên đá này, quên quên cái chuyện này. Đưa đây đứa này một phần. Một, chưa chờ xíu. Một hộp. Ok. Đây, chắc cũng chả giò đây nè, ở đây một hộp à. Một hộp của chị này trước nè. Khách thiệt giờ đang tới khá là đông luôn nha các bạn. Thôi, mình tới cho chú đi chứ không ai. Rồi, chạy giờ về luôn mà cho chú đi.
cái quầy bún mì xào này luôn luôn lúc nào cũng tấp nập, vui vẻ, đông vui, và khách hàng lại mua rất là nhiều luôn. Bán bún mì xào cũng rất là đắt luôn nha các bạn. Cô mua mấy phần? Chị mua 2 phần. Lần đầu tiên hả chị? Lần đầu tiên mua hả? Dạ. Ở xa không? Chị ở xa không? Còn ở quận mấy? À, Bình Thạnh qua đây xa đây à. Đây. Ưu tiên cho cô chút nha, Bình Thạnh xuống đây lần đó. À, đó là người hâm mộ tụi em. Cô Bình Thạnh xuống mua, lần đầu tiên xuống mua 5 phần. Ủa giờ đưa tiền trước tiền sau lại chân? Chú anh đưa tiền cọc 20. Về đây giao bằng cách nào? Đưa, có người qua lấy, có người em đưa tiếp. Ship hả? Ừ, đi ship 2 triệu. Ship thì tùy anh khách mua nhiều hay ít dụ nhiều thì mình phụ một nửa. Còn nếu mà ác là cũng sợ đồ thường thì mình tiếp rẻ mà, mình mấy 20 ngàn à. Tại mày lời nhiều nữa, xa xếp 3, xa xếp 3. Xa thì đưa ship, ship luôn. Còn rồi gần đây em đi ship. Em đi vòng vòng luôn. Gần đây thì dễ. Ở xa, dạ, xa thì ngay Hóc Môn hay là Nhà Bè gì á, nó xa. Bình Thạnh đồ nó xa, ăn biết à. Trả giờ không nè? Mấy cái đó em ra bưu cục em ship nó rẻ hơn là chị gửi cho Grab. Em coi cái phần ship thì hình như là ship hình như dịch phố Chí Minh có 2 mấy ngàn. Về giao hàng nhanh gì đó. Nó có mấy cái giao hàng nhanh đó. Ở ngay ngay góc ngay chỗ Lý, ngay góc Lý Chi Hoàng với ăn luôn nè, có cái giao hàng nhanh đó. Tại sao ít quá người ta không chồng? Không, được luôn á, được hết. Đó anh có, anh có cũng có đi giao, anh bỏ vô đó luôn. Nhưng mà em lại ăn thua, cái mối em thương lượng, em hỏi nói chuyện với người ta. 33 là ngồi với điều đạo, ý độn điều động thôi. Lo chuyện đại sự. Lo chuyện đại sự. Cái đó 2 xôi này 1 người 2 cái chừng nè. Tính lại vậy gì quà? Thấy tính tài lắm. À, tài quá. Tính tài. Đây, đây cô đang kêu chứ quà, chứ quà. Nó đẹp chứ quà. Nó có luôn kêu đấy chứ quà. Nó khóc hoài đó. Đó là 2 triệu,
Rồi gói chưa? Chiều nay gói mai bán. À, chiều nay gói. Gói về được mấy cái? Có 100 bánh à. À. Bánh đu bá chạng là bá cháy nha. Rất là ngon luôn. Ủa, ngày nào cũng gói hay là người ta đặt mới gói cô Lan? Bây giờ ta đặt nhưng mà cô Lan gói là dài bán hoài. Dạ, mấy dưới là cũng bán tới đầu tháng 5. Bán tới đầu tháng 5 luôn ha. Cũng được á, nhiều khi khách tới đây ăn bún rồi ta mua về. Mà thích lắm á. Rồi, em ăn cái đó lắm á. Bút bán này mà làm mai để cho cái vậy là chiều mới gói ha, chiều mới gói. Lát xong xuôi vô chuẩn bị đồ gói. Chú Hoài luôn 277. Chú Hoài có bán không? Là trong nhà chuẩn bị nhiều. Chú Hoài có bán này. Dạ là lũi ở chổng chuẩn bị lột trứng với lại luộc lá chổng. À, chỉ có một món một hả chú? Chỉ bún mì xào thôi phải không? Ừ, ăn khá chứ. À có đổi món hả? Chứ có chú nào ngày nào có ăn bún mì xào á? Giờ Lê Trân nó đi đổi tiền nha các bạn, cho nên cô Lan đứng vô bán. À, để mai mối anh đưa cọc cho em nha. Dạ thôi khỏi đâu. Khỏi hả? Là đồ về em trả luôn. 24 ngàn chị. Không biết chị em có giảm giá bán rẻ không mà. Không, chơi thẳng tay không à. Chơi thẳng tay đâu hả? Chị em cũng bán thẳng tay được không? Cô Lan bán mấy đứa này cũng thẳng tay với chỗ đó luôn. Không vừa gì đâu. Không như người qua vậy hả con? Như bán không trả lương hả? Dạ bún, cái đó bún cái trời đúng không? Ừ. Không có lộn đâu anh, yên tâm. Lộn chạy đổi lại. Thôi cho chị ngoài đường nắng quá nè, chạy lẹ đi. Ngoài đường. Vô đã cho ta luôn đi nắng quá. Học thôi cho mấy chào. Đúng rồi, trời. Ăn gì ăn? Chả giò. Hai cái anh Trần. Nhớ chừa anh đó. Còn lắm. Thì người ta nói bán 20 luôn cô, khỏi thôi. Thôi từ từ lên, giờ đang dịch bán chậm mà lên giá nữa, nó bỏ anh đi luôn. Có 2 ngàn. Thôi 2 ngàn, 2 ngàn, nó uống cũng đi. 2 ngàn, ta thích nó nói gì nè đúng không? Nó phải đi đổi tiền lẻ hoài. Phải nó phải đi làm lễ chân, phải đi đổi tiền lẻ hoài. Có thời gian nó cúp cua. Bắt quá gia đình bán trà tắc ngọt ngay à. Có bán trà tắc cho thợ hữu á, sau này chị cho tôi uống chứ không phải chị bán, tại vì chị bán giống vậy chị không có lời. Đường đang mắc, tôi nói kệ đi. Quá. Mấy người ta cũng lao động giống như mình. Đây nghỉ rồi ở đây nè. Ai nghỉ? Tôi có làm thuốc trên rồi. Làm thuốc trên trời rồi, nay có lầu 3 rồi. À, các bạn vừa xem một số hình ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bún mì xào trên đường Phạm Văn Chí. Địa chỉ ở đây là số 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 nha các bạn. À, các bạn xem, các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon
cho mọi người cùng biết. Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và mình hẹn các bạn ở video sau nhé.